Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Đấy. Vâng. Thầy ơi, con vừa hôm nay người ta đặt tiền thuê của cái tầng 2, tầng 3 rồi. Nói chung đến giờ này là lại ngon rồi. Đấy. Ok ngay mà. Bảo hôm trước lấn cấn mà, hôm trước bảo là làm, lúc trước em vậy, làm cái phép cho con bé kia, lạ sao lại không được. Nhớ ra là lúc đó là nó chưa đặt tiền lễ. Đấy. Bây giờ cái thứ nhất là con cảm ơn thầy, cái thứ hai là thầy cho con làm lễ tạ vậy ạ. Rồi thì tùy anh thôi, đấy cái tùy tâm của anh nhé, tùy tâm. Vâng. Thực ra là người ta mới đang đặt đấy, may là một đồng người ta đặt cọc thôi. Thế thì hai chưa kể cả chỗ kia, con tí nữa con chuyển tiền con làm lễ tạ hai nơi luôn nhá. Vâng, ok. Vâng, ok. Vậy có nghĩa là lâu chưa nhỉ? Lâu chưa nhỉ? Vừa làm cái phép đấy lâu chưa nhỉ? Cái này hôm 19. Hôm 19 âm ạ. 19 âm à, vậy hôm nay. 19 tháng 6 vừa rồi. Ồ, vậy là chắc là khoảng được mười mấy hôm nhỉ? Mười mấy hôm phát đấy, cái phép này là đặt lễ. Đấy thì em cũng mua đồ. Còn lần trước kia thì là vẫn như lần trước thì lần này con làm con hai cái đấy nhá. Nhưng có cái căn nhà mà con cho thuê mà chỗ khu 5 Đồng Mạ đấy, nó mới giảm cho con được có nửa tiền đấy. Chưa xong nó kể, thầy cứ làm lễ tạ cho con. Thầy cứ làm lễ, nhưng mà thầy đòi đó cho con nào nó chảy bữa quá. Rồi, ok. Cô khấn xin. Dạ. Cô khấn xin cho đấy. Vâng. Cái đợt trước là có mấy căn nhà nhưng mà khó, không có người thuê đúng không? Mùa Covid này ai thuê? Đấy. Đấy không? Mấy cái bà bên Mỹ đấy, hiểu chưa? Tiệm neo vắng, không có khách mà mua cái bà đấy thỉnh phép mà khách cực kỳ đông luôn. Rồi, xem rồi, con xem clip đấy rồi. Vâng. Thì với cả thứ hai là con sau này con cũng làm xin đặt lễ thầy hộ con, là con cũng hai trường hợp nó cũng nợ đần. Rồi đòi nợ khó đòi lắm, trong mùa này thì không làm lễ đòi nợ được đâu. Đòi nợ nó ảnh hưởng nhiều lắm, nó ảnh hưởng đến nhân quả nhiều lắm. Nói chung là làm đòi nợ không đòi, kể cả vất tiền tỷ không đòi. Bây giờ trong mùa Covid này người ta cũng khó khăn nữa, hiểu chưa? Nói chung là có khi là kiếp trước anh chị nợ người ta thì sao, nhưng kiếp này người ta nợ lại coi như hòa. Những trường hợp này có trường hợp thì cũng là người ta cũng xác định người ta vẫn giả thôi, hơi lâu chứ còn nghĩ là chắc là cũng không sợ mất được. Thế tí con chuyển khoản cho thầy làm lễ tạ cho con vậy nhá. Rồi ok anh, ok. Con có cần nhắn địa chỉ hay là thầy lưu rồi ạ? Rồi lưu rồi anh, có lưu trong máy rồi nhá. Vâng, thế tí con nhắn nhá. Vâng. Rồi ok nhá. Con có gì thì con lại hỏi thầy nhá. Rồi ok, chào anh chị. Vâng.